Theo báo cáo của Cục Đào tạo với nước ngoài thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số du học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học nước ngoài theo tất cả các diện học bổng từ năm 2000 đến 2009 là 7.286 người, học tại 32 quốc gia, nhiều nhất là Pháp, Úc, Mỹ, Anh, Đức, Trung Quốc và Liên bang Nga. Dự kiến trong năm 2010 sẽ có thêm 1.000 du học sinh được đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Còn theo số liệu thống kê của Cơ quan Quốc tế Giáo dục Úc, có hơn 21.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường phổ thông và đại học ở Úc. Trong khi đó, theo thống kê của Viện Giáo dục Quốc tế thuộc Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ, thì số lượng du học sinh Việt Nam học tập tại Mỹ trong năm học 2008-2009 là 12.830, tăng 46% so với năm học trước, xếp thứ 9 trong tổng sắp số du học sinh quốc tế đang du học tại Mỹ. Với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng, du học sinh Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Và mình nhớ có cái kỷ niệm là có một người thầy ở Mỹ, thì khi biết được mình là người Việt Nam duy nhất trong lớp, thì thầy hỏi là có phải là em sống ở một cái làng cá rồi Việt Nam nó còn chiến tranh hay không? Thì lúc đó thực sự là mình cảm thấy cái trách nhiệm đại sứ văn hóa của mình là đến lúc mình phải nói, đó, cái chiến tranh nó đã qua rồi và thực sự Việt Nam nó là phát triển chứ không phải là một cái hình ảnh một cái làng cá. Và nhờ những cái cuộc trao đổi đó thì đến cuối kỳ khi mà hai thầy trò thân nhau hơn á, thì thầy giáo đó lại là cái người đến Việt Nam để thăm. Và ngoài ra thì mình còn có cả một cô giáo cũng đồng thời là mẹ nuôi, bởi vì có một cái mối quan hệ rất là thân thương với Việt Nam. Nhờ những cái mà mình truyền tải đến thì mình nghĩ chỉ với cái hành động nhỏ là mình tiếp xúc, mình giới thiệu đối với hai người đó, thì hai người thầy cô đó người ta về người ta truyền bá lại những bạn bè của họ, thì như vậy có nghĩa là mình đã làm được cái vai trò đại sứ văn hóa rồi. Nếu là ngoài cái chuyện học hành á, thì tất hầu những cái tham gia hoạt động ngoại khóa mình nên tham gia. Tại vì bản thân trong hoạt động học tập, khi lên cái mức độ đại học rồi thì hầu hết là cá nhân mỗi người tự làm việc riêng. Những cái mà để gắn bó mình với cái cộng đồng các bạn bè nước ngoài là những hoạt động ngoại khóa. Đó, những cái tham gia như là tham gia thể thao, tham gia những cái cuộc thi cùng nhau. Thì qua những cái cuộc thi như vậy người ta mới làm việc chung với mình, teamwork. Và thậm chí mình có cái cơ hội để mình tiếp xúc được với báo chí của nước ngoài để mà người ta hiểu hơn về mình. Thì ngoài việc học hành cho thật tốt thì du học sinh cần có những hoạt động ngoại khóa để quảng bá về đất nước của mình. Như là ở trường em thì tụi em có tổ chức dạy tiếng Việt cho các bạn Nhật và quốc tế quan tâm đến Việt Nam. Chúng em cũng tổ chức nấu ăn trong những ngày lễ hội của trường. Và ngoài ra thì chúng em cũng tổ chức cái tuần lễ Việt Nam mà chúng em biểu diễn văn nghệ, những ca khúc Việt Nam, và mọi người như là rất là có lòng tự hào dân tộc. Vào cái tuần lễ đó thì nữ thì mặc áo dài, còn nam thì mặc áo cờ đỏ sao vàng, thì để khẳng định là chúng tôi là người Việt Nam và chúng tôi rất tự hào về điều đó. Ngoài việc phải học tập cho thật tốt để đem kiến thức về phục vụ đất nước, du học sinh cần phải tích lũy cho mình vốn hiểu biết về văn hóa, lịch sử của nước nhà. Du học sinh nên mang theo nhiều tài liệu, cẩm nang giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam để quảng bá với bạn bè thế giới khi có điều kiện. Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme. Un jour j'irai là-bas te dire bonjour Vietnam. Phần hỏi và đáp hôm nay xin được trả lời thư của các bạn gửi về cho chương trình. Và chuyên viên tư vấn sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn như sau. Tôi mới bị từ chối cấp thị thực du học theo điều khoản 214B của luật di trú Mỹ. Liệu tôi có thể nộp đơn lại hay không?
Trang web của lãnh sự quán Mỹ có đăng phần trả lời cho câu hỏi trên như sau. Sinh viên có thể xin tái phỏng vấn bất kỳ lúc nào, tuy nhiên đương đơn nên xem xét thật kỹ hồ sơ của mình trước khi tái phỏng vấn. Khi phỏng vấn lại, sinh viên phải chuẩn bị giải thích thật rõ ràng về kế hoạch học tập, tình hình tài chính và kế hoạch làm việc sau khi hoàn tất khóa học tại Mỹ. Hy vọng chương trình đã mang đến cho quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích trong vấn đề du học hiện nay. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy nhớ đón xem chương trình Hành trang du học phát sóng trên kênh SNTV, SCTV6 vào lúc 18:35 các ngày thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Mọi chi tiết xin liên hệ kênh truyền hình SNTV, SCTV6, Công ty Cổ phần Truyền thông Sóng Mới, địa chỉ số 91/8 đường Trần Quốc Hoàng, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 083-948-1424 hoặc địa chỉ email hành trang du học amoc@sntv.com.vn hoặc overseasstudy@chaodaiduong.net. Chương trình cũng xin được cảm ơn sự tham gia hợp tác và hỗ trợ của Công ty Tư vấn Du học Châu Đại Dương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. We'll be right back.